Bích Hợp xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video lần này, Bích Hợp xin được chia sẻ với quý vị và các bạn công trình nhà 2 tầng mái Nhật hình chữ L rất là đẹp và hiện đại, được chúng tôi thiết kế cho gia đình em Long ở Ninh Thắng, Hoa Lư, Ninh Bình các bạn nhé. Công trình này có cái diện tích của lô đất là chiều rộng là 16m6 này các bạn, chiều sâu là 11m8 các bạn ạ. Đó, thì nhà ai có cái lô đất tương tự thì các bạn có thể tham khảo công trình này, hoặc các bạn nhỏ hơn thì các bạn có thể co kéo lại để kích thước nó phù hợp với công trình nhà mình các bạn nhé. Thì trước mắt thì Bích Hợp xin được giới thiệu các bạn cái phần phối cảnh bên ngoài. Các bạn nhìn thấy đây là công trình phần phối cảnh mặt tiền của công trình đấy ạ. Đó, các bạn nhìn thấy phần chữ L này để dùng dành cho làm sân và để ô tô. Đó, các bạn quan sát phần mặt tiền chính này. Tiếp tục thì chúng ta sẽ sang các phối cảnh bên đằng trước này, thì bên này là chúng ta đến chỗ đằng bếp này các bạn. Đó. Ở trên có cái sân thượng ở trên, và sân thượng này sẽ bếp này sẽ đầu mái bằng thôi, và sau này trên này có một cái sân chơi để làm sân chơi trên bếp ấy, rất là đẹp. Đó, các bạn này nhìn thấy chúng tôi làm rất nhiều các view, và khi hồ sơ thì bàn giao cho gia đình chúng tôi in ấn tất cả các view đó ra thì rất là trực quan. Đây là phía bên tay trái của công trình đó. Đấy, các bạn nhìn thấy này, bên tay trái này khá là đơn giản thôi, bởi vì bên này chính là bên của tường rào bên hàng xóm nên là trang trí không quá cầu kỳ. Đây là một cái view, các bạn đứng từ trên cao các bạn nhìn xuống, các bạn sẽ quan sát được toàn bộ hệ mái của công trình, bao gồm phần mái kính của cái sân, chỗ cái phần là bếp đó, phần mái kính của phần ban công của phòng ngủ này, master đó. Các bạn nhìn thấy đây cái view bên tay trái tiếp. Đây là view bên sau. View phía sau thì chúng ta sẽ nhìn được toàn bộ bên này thì khuất bên hàng xóm và sẽ hết đất luôn, và mái sẽ làm bằng luôn nên là không trang trí bên đó các bạn nhé. Và Bách Hợp xin được mời các bạn hãy xem cái phần mô hình đấy ạ. Thì chúng tôi là những đơn vị mà dựng hình rất là kỹ các bạn ạ, rất là kỹ nên là chúng tôi làm những video trực quan như thế này để cho chủ nhà dễ hiểu hơn. Đó, quý vị các bạn có thể nhìn thấy nhé. Đây, tức là bên ngoài này là cái đường của làng này. Đó, trong ngõ nhà Long là bạn ấy đi vào trong sâu này. Đó, đi vào trong này là cái sau này sẽ làm cổng ở đây. Một trụ cổng bên này, trụ cổng bên này và ô tô đặt ở đây. Chỗ này là sẽ nhà ông chú hiện trạng đang xây rồi. Và sau này sẽ để một khoảng đất trống giữa hai nhà đây để làm hành lang thông gió giữa hai nhà. Và bên này, phía này là phía đằng bên tay trái của chúng ta, đằng bếp, thì sẽ để một cái lối hành lang để giọt danh thông gió và lấy sáng cho các phòng ngủ ở phía trên tầng cũng như ở bên dưới cái không gian chức năng của chúng ta. Đấy, công trình này rất là hài hòa, bởi vì là thiết kế quỹ đất để lại để làm cho sân vườn, và còn đâu chúng ta không phải tất cả đều làm cho ngôi nhà hết, mà chỉ thiết kế vẫn quy hoạch gọn gàng, chúng ta vừa có sân rộng rãi này, vừa có không gian nó phù hợp. Ở trên này có cái ban công, sảnh cà phê phía trên rất là đẹp của cái tầng trên cái phòng bếp. Đấy, các sảnh chính chúng ta thì không quá rộng. Sảnh chính chúng ta xử lý bằng cách là chúng ta làm những cái cột. Đây, cột này, có một cái cột đơn này. Sau đó có cái cột ốp ở đây. Có ốp để phân mảng ra. Đó, để chúng ta nhìn thấy là nó có hiệu ứng là vẫn có những cái cột và có những cái cột phân ra các bạn nhìn thấy. Cột từ tầng 1 lên này. Trong đó cột chúng ta sẽ ốp ở những cái góc chữ L này. Đó, thì trang trí một vài cái cột ốp góc thôi. À, nó tạo cho công trình có cái vẻ khỏe khoắn hơn, đẹp hơn và có những cái điểm nhấn bởi những cái chỉ âm, những cái đấu cột. Đấy, chúng ta nhìn vào nó sẽ được thu hút hơn rất là nhiều đúng không ạ? Đây, Bích Hợp xin quay một vòng cho các bạn nhé. Đây, trên này thì xử lý mái lam bê tông lợp kính. Đấy, để nó có cái vẻ hiện đại và tiết kiệm chi phí hơn, và các bạn đổ hết ra thì nó lại xấu đúng không ạ? Các bạn làm này thì nó có cái điểm nhấn hơn đúng không nào? Còn trên này thì có thể làm sắt hình nghệ thuật như này và làm mái kính, hoặc làm lưới đen, hoặc là các bạn làm giàn hoa trên này cũng rất là tuyệt vời. Đấy, làm giàn hoa thì nó sẽ chúng ta sẽ được sân chơi ở đây mát hơn. Bên này trên này thoải mái trồng cây luôn, biện những chậu cây như này. Và phía sau thì không có trang trí gì các bạn nhé, bởi phía sau là đất hàng xóm.
cái ưu điểm của nhà chữ L đó là chúng ta sẽ có một không gian giữa nhà và sân nó hòa quyện với nhau. Chúng ta sẽ có một khoảng sân để chúng ta để ô tô, để xe. Đấy, chúng ta không nhà chữ L thì chúng ta sẽ để lại khoảng sân nó vừa đẹp. Nếu các bạn mà sẽ thiết kế nhà vuông hẳn thì không đủ cái không gian để chúng ta bố trí các phòng theo cái mong muốn. Giả sử đây gia đình là mong muốn là một phòng ngủ này, một phòng bếp và một phòng khách nữa, thì bây giờ chúng ta sẽ vào chúng ta khám phá công năng ở trong các bạn nhé. Đây, thì Bích Hợp xin chia sẻ với các bạn này. Đây là phần cổng này, hai cổng này, ô tô để thế này, và ngoài ra có thể để được mấy cái xe máy nữa, đúng không? Bậc tam cấp mà đi lên chỗ cái này mở cái cửa rất là lớn ở ra phòng ăn này, phòng bếp này, như này rất là thoáng, đúng không? Và không tốn diện tích, bởi chúng ta chỉ có mất hai cái bậc thôi, hai bậc ra ngoài và một bậc bước trên nữa là ba bậc. Phần sảnh phụ của chúng ta, sảnh chính của chúng ta cũng là ba bậc tất cả đó, và không chiếm nhiều diện tích không gian. Ngoài ra chúng ta sẽ đan xen những cái chậu cây ở đây, những cái bồn cây để trồng cây này đó, và chúng ta để lộ ra những cái cột góc này để ốp đá và tạo điểm nhấn. Đấy, xử lý giữa các bậc tam cấp góc với nhau, giao nhau này, thì chúng tôi xử lý bằng cách là chúng tôi phân bồn cây ở đây đó, phân bảng ra. Xin mời các bạn hãy xem chiều rộng của đây, nãy chiều rộng của lô đất là 16m6 các bạn nhé, chiều sâu là 11m8. Đấy, nhà bác nào có cái lô đất tương tự thì các bác có thể tham khảo. Xin mời các bác hãy tham khảo cái phần công năng bố trí tầng 1 này. Nãy là mặt bằng định vị đúng không ạ? Đây là tầng 1 này, chúng tôi cho nó nhỏ lại để kích thước để các bác nhìn rõ hơn. Đây, chiều rộng của ngôi nhà là 9m9, tức là gần 10m. Chiều rộng chiều sâu đây. Chiều rộng của ngôi nhà đây các bạn là tổng là 14m1 đó. Thì tầng 1 thì bao gồm một phòng khách là 27m2, rất là vừa, rất là đẹp, vuông vắn riêng biệt, đúng không? Có cái không gian riêng rất sang trọng. Và có một phòng bếp là 21m2, đấy là chỉ tính diện tích sử dụng nhé, không tính lối hành lang ở đây. Phòng ngủ số 2, phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2 lần lượt là 11 và gần 13m2 và hơn 11m2 đó. Đây là một cái nhà vệ sinh chung cho toàn bộ tầng 1. Thì nhà vệ sinh để đây chung là cũng khá là ok rồi. Chúng ta không, gia đình cũng không muốn bố trí quá nhiều nhà vệ sinh. Và sau này có thích thì sẽ làm một cái nhà vệ sinh nhỏ như này cho khách. Đó. Chỗ này còn một lô đất nữa mà. Tầng 2 của gia đình thì ở dưới hai phòng ngủ và trên hai phòng ngủ nó là tổng là có 4 phòng ngủ và chung một cái nhà vệ sinh. Đó, hai phòng ngủ này chung một cái nhà vệ sinh này là ok các bạn nhé. Nhà vệ sinh này thì cũng thẳng trục với vệ sinh tầng 1 nên là đi ống kỹ thuật rất là dễ. Phòng ngủ này đầu tiên đó, thì chúng tôi thiết kế cho gia đình là một cái nhà vệ sinh chỗ này. Nhưng mà gia đình là không muốn, bảo thì thôi để cho cái phòng ngủ nó rộng mà không muốn là cái nhà vệ sinh nằm trên chốc phòng khách nên là cũng hợp lý. Phòng thờ thì rất là đẹp. Phòng thờ này 11m94 và tính từ bức tường này không tính phần hành lang này nha, nhưng tính hết hành lang này rất là rộng. Đó, phòng ngủ số 3, phòng thẳng phòng ngủ số 1 ở dưới và phòng thờ nằm trên cái phòng ngủ số 2. Đó. Sân chơi rất là trang trọng và được cái mở cái cửa nhỏ không quá lớn để chúng ta ra ngoài về chơi. Sân chơi chúng ta sẽ đi qua phòng thờ. Như vậy thì cái phòng thờ này chúng ta cũng không cần phải mở cửa quá rộng đâu. Chỗ này cũng bởi vì nó giáp hàng xóm cũng không cần mở cửa. Bởi vì phòng thờ ấy, bản chất của nó các bạn cũng không cần phải quá là sáng. Phòng thờ cần phải nơi yên tĩnh, cần phải nơi nó ánh sáng nó vừa phải thôi, không cần phải quá sáng các bạn nhé. Là nơi yên tĩnh. Đấy. Nếu mà các bạn muốn có phòng thờ riêng tư ấy, thì nên để một cửa sổ ở đây và cửa đi chỗ này. Thì khi chúng ta đi ra ban công chúng ta không phải đi qua phòng thờ này nữa. Đầu tiên chúng tôi thiết kế như vậy nhưng gia đình mà thôi, không làm nhiều cửa, chỉ làm một cửa thôi. Nên ở đây là chiều theo nguyện vọng của gia đình các bạn nhé. Đây có một cửa sổ này, cửa sổ này nó thẳng cửa sổ bên dưới thì nó trang trí cho phần mặt tiền. Và cái phòng ngủ master ấy, phòng ngủ này rộng nhất là 26m2 và có cái cửa đi bốn cánh này, là gồm có hai cái vách chết như này, hai vách này thường xuyên đóng còn mở hai cái cánh cửa này thôi. Đó, cửa vào đây, kệ tivi này, bàn làm việc này, rồi những cái phòng cái cửa đơn ở hai đầu giường này, cái giường ngủ rất là lớn, giường ngủ 2m2.
Vâng, đây là bộ hồ sơ mà chúng tôi đã bàn giao cho gia đình và gia đình đã thi công xong phần móng nhé. Đây, em Long ở xã Ninh Thắng, Hoa Lư, Ninh Bình đây. Và công ty chúng tôi có trụ sở ở phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình. Công năng tầng 1 này. Đó. Mặt bằng định vị cửa này. Chúng tôi là cứ bản vẽ 2D sẽ có những bản vẽ 3D như này, vô cùng trực quan, tường minh và rõ ràng. Nếu các bạn nào mà yêu mến cái bộ hồ sơ này thì các bạn hãy liên hệ với chúng tôi nhé để sở hữu bộ hồ sơ này đầy đủ chi tiết. Đây là áp mái đây các bạn. Đây là phần phối cảnh phần tầng mái này. Đó. Cứ 2D có bản vẽ 3D, 2D có 3D. Đó, rất là trực quan. Đó. Đó, đây là những chi tiết cửa các bạn. Vâng, và bộ hồ sơ kết cấu thì chúng tôi cũng đầy đủ. Công trình này là làm móng băng. Đó các bạn này, móng băng này. Và chúng tôi làm đầy đủ nha các bạn nhé. Và có cái bảng thống kê chi tiết thép từng mục một. Đây các bạn nhìn thấy này. Thống kê thép móng tách riêng này, phần thân tách riêng này. Toàn bộ công trình, đấy tách riêng ra. Toàn bộ cái phần thép về hiệp vì kèo theo hình của mái đó tách riêng. Như vậy là các bạn thi công hạng mục nào thì chúng ta sẽ gọi cái hạng mục thép đó về chứ không gọi toàn bộ công trình về nhé. Phần điện nước này, phần điện chúng tôi thống kê tất cả các vật tư điện này. Phần nước chúng tôi cũng tính toán và thống kê toàn bộ vật tư nước. Vậy như vậy thì chúng ta các bạn vâng, vừa rồi thì Bách Hợp đã chia sẻ với quý vị các bạn là toàn bộ từ công năng lên phối cảnh chi tiết từ mặt ngoài rồi công năng mặt trong. À, từng phòng một của công trình rồi. Thì các bạn yêu mến bộ hồ sơ này thì các bạn hãy liên hệ với chúng tôi nhé. Và các bạn yêu mến cái phong cách thiết kế cũng như là những cái mẫu nhà mà Bách Hợp chia sẻ thì các bạn hãy cho Bách Hợp một like để động viên tinh thần mỗi khi Bách Hợp ra nhiều video hơn các bạn nhé. Và các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để nhận được video sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở video lần sau ạ.